cô chào nhà nha. Bữa nay tiếp tục mấy cháu mình tới vụ cắt lúa nữa cả nhà ơi. Vô đây kiếm bắt gà chuột coi có không nướng ăn. Chào mấy nữa. Đó con đồng mình đang cắt này cả nhà ơi. Trời nắng cái này mà có chuột lại mấy bụi cây đó đó có củi nhóc nướng ăn. Cắt bữa nay cũng nhóc đất hết cả nhà ơi. Nhưng trong lỏng hết rồi nè. Chạy chuột bự đó, chuột bự đó, siết chặn ngang đi. Chặn ngang, chặn lúa ngang đi, chặn gom ngang sạch. Đừng cho chạy qua lại. Gà nó dày lắm đó. Đéo kìa khăn. Nó khăn. Dịch gom ra. Đi đâu? Lắm rồi. Chết rồi con. Hồi nhỏ chuột à. Rồi chuột gái bự nè. Được con rồi cả nhà ơi. Hang bắt được con rồi. Mới tới nữa cả nhà ơi, nãy dính được con rồi. Mới giặt này chừng có chạy đó. Tung lưới đó. Bị gì vậy? Chuột chạy qua đó mất tiêu nữa cả nhà ơi. Hết với chuột bự rồi. Hai ba con đó. Xuống nhà ba. Chạy con nó lại ăn khăn. Đừng có giết nó, đừng giết nó, bắt sống á, bắt sống ăn lên ngay. Chào bá cả nhà ơi, có gọng rồi, bỏ vô gọng á. Quá trời giống bắt sống đông rồi cả nhà ơi, lừ hết trơn. Xà lem dính con nữa cả nhà ơi nè. Rồi cái lem. Lem. Chuột mập, con đó mới mập đó. Còn lỗ cuối cả nhà ơi. Lỗ cuối này có chỗ không là lỗ này nè. Đây này quá nắng rồi. Không chuột chiếc gì hết.
nữa cả nhà ơi. Chế bằng kia nữa nè. Ủa, chế cho bả luôn cả nhà ơi. Cũng chú rồi. Cú đi nó đâu cắn đâu, trời ơi nó xỉu rồi. Chuột nó mập đó. Trắng tư rồi mập đó. Mai tới nữa cả nhà. Bắt lại gần rồi, chuột chạy ra được nè. Thành bản sao quá xa, chuột dạt qua hai bên chứ. Có chạy không? Quá trời đông rồi vậy. Đông ít xeo rồi. Thấy chạy không An? An, có chạy không? Mới chạy nó bành khí nha. Ít cái nào cả nhà kìa, biết ngàn con nào mà nói. Đẻ này cắt lúa người ta chạy đồng về đây nè. Sấy không thì nó chưa lên luôn rồi. Hết biết đông rồi vậy. Anh em mình sớm giờ bắt thuốc chổng á. Giờ ra miếng đất này thử nữa có không. Đây cắt cũng hơi vô xung quanh hết rồi nè. Còn có miếng ở đây nè. Qua cắt bên sông bánh chim bay lắm luôn. Nào mấy anh này mấy giác này mấy anh em chú cháu mình ra bên này nè. Ở này cắt nữa coi có không, có dài về có cho giống nướng ăn. Vịt đồng tiên cỏ phải là tới rồi nhà ơi. Mấy cháu mình săn đất này cái nữa coi đá chín rồi chưa kịp lên đỏ trái chưa. Nguyên một đàn vịt hãng lắm đó kìa. Vịt đâu ở gom gì đây giữ thằng đâu biết đó. Nhanh chừng cá lại chín mới giữ nè. À đàn ruột trái nãy nè. Ôi ơi đỏ nè. Một phát cái rồi. Chạy rồi. Mở giạc này chuột hư chạy ra lắm. Ăn chín được con rồi cả nhà ơi. Ê đang chụp được con chào bá cả nhà ơi. Lỏng lỏng tay ra để nó chết.
chừng chú nữa. Lỏng lỏng tay ra đó nó chết. Hết bên ông ơi. Mở mở ra kìa. Năm chú rồi. Xỉu đây hết chú rồi. Hơn nữa qua qua cái trời. Ơi giúp trời còn nữa coi vậy. Hai bóng máy không kịp. Mấy nào nó chuột mùa này dữ lắm chuột. Bây giờ ít xỉu chuột. Trời giá này dịu dịu xuống mát bớt rồi. Bớt nắng rồi. Dịch lội mà bay bụi kìa kìa nha ơi. Biết nhiều ngàn ngàn con nói. Đâu mà túi gì đây giữ biết. Máy lại nữa rồi. Dịch xong mà nắng nó chết trên đồng nhóc trơn rồi kìa, nó lụm rồi kìa. Nắng quá trời nắng cái gì vậy. Cắt luống này nữa rồi vậy nè. Chuột ít quá à. Nắng gì xám hồn nắng thiệt. Hôm nay chuột quá ít rồi. Sáng giờ, sớm giờ được 4-5 con. Nhỏ đó dính được con rồi. Hàng cháu mình dính được con nữa rồi. Ê sao luôn bánh kìa, bánh kìa, bánh kìa, bánh kìa, bánh kìa, bánh kìa, bánh áo đen kìa. Đây này, qua đây nè, qua đây nè. Chạy, chỉ mà la hoài. Rồi, chỉ mẹ nó. Chạy hai con mà chạy. Dính cái lồng á. Dính rồi, dính rồi. Chưa đâu, đi rồi. Cái này. Dính vô hay gì nè. Không ra, vô ra. Kiếm tàu chạy nó chặt cơ. Kiếm tàu chạy nó chặt cơ. Ê, trong máy kìa. Trong máy đây dính rồi. Ăn dính được con ở nhà, nhỏ đi nó dính được con, hai con. Thế vụ nó gì mà nó. Clip tới đây xin kết thúc cả nhà ơi. Clip cũng dài với ba cả nhà nha. Bái sự. Ba lính đây.